những tác phẩm mà tiếp tục được đưa về. Toàn hàng chất rồi nhá. Đặc biệt là anh Sơn đây thì là một trong những người rất yêu cây cảnh, đang hỗ trợ chúng tôi tích cực đây mang về. Mai chúng tôi sẽ cập nhật rất nhiều tác phẩm ở đây. Anh em xuống vào đây. Có những tác phẩm mà làm thì cũng giao chỉnh rất là dễ thôi quý vị nhá. Chung thì ấy rồi. Anh Sơn ơi, giờ nên em quay một tí nhỉ? Anh Sơn có thể bê được cái tác phẩm này lên tên một tí không? Đây, nó rất là đẹp nhá anh em nhá. Thì anh Sơn cũng đã hỗ trợ chúng tôi mang về rồi. Ok, cảm ơn anh nhá. Rồi ok. Rồi. Con này búp đỏ nhỉ? Búp đỏ đấy. Đây, con này đúng là đẹp. Nên đọc phần là như thế này luôn. Đây à, hai cây. Anh Sơn mang về mấy tác phẩm nhỉ? Đã về 5 tác phẩm. 5 tác phẩm nhá. À, đặc biệt là anh Sơn là một trong những hội viên của hội sim cảnh xã Nga Hải. Anh rất đam mê. Anh ơi, dơ luôn tiếp cái đấy lên cho em, cho khán giả xem tí nhỉ. Đây nhá. Thì tôi hôm nay tôi dùng tay tôi quay thôi, anh em thông cảm. Đấy, những tác phẩm chỉ trong lòng bàn tay thôi nhưng mà giá trị thì rất là cao. Đây là một trong những cây xanh Nam Điền nhỉ anh nhỉ? Nam Điền. Để lại anh tôi nói về mình. Rồi ok, rất là ý nghĩa. Trời ơi. Cảm ơn anh nhá. Tên gì đấy? Thích Thích Văn Sơn. Đi ra những điểm nóng để xem. Thôi cũng vậy thôi các sếp ạ. Bình tầm tầm. Lưng cao nhờ, nhảy cao hết nhờ. Leo lên một chặt. Cẩn thận đấy. Nguy hiểm quá. Đứng lên cái đồ để đưa tác phẩm này đi, hơi to tí là tác phẩm hơi to nhá, mời tất cả các sếp đi vào nào. Đang được chứ. 2 tấn cơ mà. Kiến cây kiến chưa có mà. Cái bê tay đấy. Đứng lên để cho sát cái này vào. Nó càng cho sát cái này vào đi. Để chú Đức ơi, đứng bỏ ra đi con này. Không. Đừng cho bọn em ơi. Đứng vào. Cho vào ông đặt vào đây một tí, ông đặt lên kia, ông đặt kiểu gì? Mà không có thì khênh bộ đi, cái này không hợp với không hợp với cái này đâu. Không hợp với xe khênh bộ đi. À khênh bộ đi. Bỏ nó lên việc kia. Cho lùi xe đây đi. Không nghe tôi nên tôi. Đó là cái chưa chúng ta cái nào. Mời em vào đây nhá. Bây giờ cứ kéo cho nó lên bắt cái nó ăn. Tôi đứng gọn nó đi. Nhảy đi, nhảy sang bên này. Nhảy sang bên này. Nhảy sang bên này. Để lâu nào đây. Bưng vàng. Đây. Hạ cánh an toàn được. Bác không ngắm rồi. Không, tao chỉ có nhiệm vụ nhận khách thuê thôi. Này, đây, đây, không? Cái này cũng chưa rõ chủ nhân là ai. Một trai chính hiệu cũng đã đến để hỗ trợ ông tôi tác nghiệp rồi. Anh em hàng hóa đã có mặt nhé, đặc biệt là cũng đã mang sang một xe rồi. Tiếp tục những tác phẩm của anh em hàng hóa nhé. Thì ui rồi, có cả con lũa nữa, anh Kỳ anh đang mang về rồi. Tức là đá rồi.
6 cây. Rồi bên con hơi thức gì đạo hơi thức. 2 kg. Một trong những tác phẩm gỗ đũa song mã à? Song mã biên hương đây. Chúng tôi ngáo lắm, không biết về gỗ với lan đâu nên là thôi thì hôm nay cũng anh Kỳ mang đến đây chúng tôi cũng ghi hình lại thôi. Để gửi tới tất cả anh em đam mê xe mà có ý định mà muốn sở hữu tác phẩm này nhá. Không biết là nó làm gỗ gì thì hôm sau chúng tôi sẽ và anh Kỳ sẽ để co một cái video cụ thể hơn vì đây là những cái gỗ là mình khó nói lắm, gỗ mà đây à rồi thôi à rồi rất là hoành tráng. Kỳ hôm nay ủng hộ nhiều không nhỉ? Có bảy ra nữa chứ, ở nhà rất nhiều à, còn rất nhiều anh em nhá, rất nhiều anh em ạ, mọi sức đạt thôi rồi còn rất nhiều đặc biệt rồi ok tôi nè hàng đang để mộc nhất. Chả hiểu kiểu gì nhưng mà đến đây là thấy thơm lắm rồi. Anh không biết là phải mùi của vợ ông Kỳ không nhưng mà tôi thấy là gỗ này thoang thoảng mùi thơm rồi. Đúng không? À rồi, biển là biển 29 rồi, biết rồi. Từ nãy giờ cứ tưởng mùi hương của bà xã của ông Kỳ nhưng mà không phải. Nó là do cái mùi thoang thoảng của gỗ. Đấy, đấy ra rồi rồi. Tất cả đang mộc, em đang để bươn 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 bươn. Đang là mộc hết. Đây đồ gỗ của anh Kỳ à anh? Đấy. Vâng, của em đây nhá. Ơ giờ kiếm cái ấy bỏ hẳn chứ trên trà tám đỏ mà. Mang lên đây không phải cái cảnh mà anh toàn đồ gỗ. Cái bức song mã này là tôi ưng như này. Tôi ưng một của anh đấy. Cái lũa liền khối đó. Tôi chả biết gì giá trị như nào mà tôi không biết nếu mà tầm 5 triệu. Nói khoảng đấy. Cái này tôi cũng ok đấy. Có 4 triệu 8 thôi. 4 triệu 8. Anh hơi hớ rồi. Tôi bắt tay cái. Hớ rồi gì? Tôi bắt tay cái nào. Tôi nói là tôi cho mất luôn này. Đi đi về nha. Đã còn nữa anh. Không, em phải mang vài cái như là chứ, vậy rồi, đúng rồi. Khi này vợ cho có 20 triệu mà mất 7 à 8 triệu rồi. Rồi. À, như tác phẩm VIP chúng tôi đã cho gần khán đài. Rồi. Rồi, ok đấy. Cần thiết sát tí nữa cũng vẫn được cơ mà. Đây, Thức ơi, hò cho anh em đi. Chú Đức đứng ra đi, chú Đức bây giờ tay chân chỉ có Đức chỉ đạo thôi, cho chỉ đạo thôi. Cái tay không đi đây. Ôi giời, đó, cái tay vẫn cứ đứng kìa. Đấy. Anh em vẫn kiêng này. Rồi ok nha, mỗi một tay thôi, mỗi một tay thôi. Ok. Bên đấy. Bên đấy đỡ. Thức bỏ tay gọn ra bên này. Tay cao vô. Nào. Lên đi. Hai ba này nặng đấy. Ok này nặng. Rồi ok. Có cây này nặng thôi. Rồi ok rồi. Về vào vị trí an toàn rồi. Bạn chưa? Bạn chưa đơn đi. Đấy, anh em hàng hóa sang rất sớm và cũng rất tích cực nha anh em nhé. Đây là hàng hóa hả? Vâng. Ôi, tao phải giữ đồn chứ. Không tí mình xoay xong cây nào. Từ nhé. Rồi, bây giờ ta nhấc nổi lên cái ta chỉnh cái đồn cái đó. Xoay cái đồn cái này nhé. Đấy, để em cho một người chỉnh. Rồi, rồi. Đấy. Đây, có một lần chỉnh quá không? À, một tác phẩm là si cổ. Ông đừng vào đi, con là không được đâu. Nhẹ nhưng mà nó không có cái thế bám. Không ạ, nó không thế bám được nữa. Đó, ok nhá. Để còn một số tác phẩm của anh em Hậu Lộc thì tôi sẽ tiếp tục nối tiếp vào video của anh em Hồng Hóa đây. Đấy, mới có vài hôm rồi mà tóc bạc hết cả rồi. Mới vài hôm no toàn nó tóc bạc hết cả rồi. Thiết đấy, ở đây là chủ nhiệm câu lạc bộ Hưng Long nhé, anh Thức là một trong những người đấy. Đây, chào các lãnh đạo, rồi các lãnh đạo đã sắp xếp thời gian là về với hội rồi. Rồi, đã có những cái bắt tay rồi. Bây giờ đây này,
lương cao giờ mình xếp đất hay là đây vấn đề sắp được. Ôi bây giờ đã kê đâu mà. Bây giờ cứ cho công hạ con đi rồi sau ta điều chỉnh sau. Sau xe người ta đã điều chỉnh. Thế thế tôi ý tôi là muốn để ở đây có khi đưa vào bàn kìa. Rất nhiều, rất nhiều.